Một bạn nữ đặt câu hỏi với doanh nhân bất động sản Phạm Thành Hưng, hay còn được biết đến với tên gọi là Shark Hưng. Câu hỏi là: lương của em từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng, làm thế nào để mua được nhà ở tại Time City có giá là 3 tỷ đồng? Và câu trả lời là: với 7 triệu thì chắc chắn là chỉ có thể làm được cái việc là thường xuyên xuất hiện ở cái khu đô thị này, đến ăn sáng, uống trà, đăng ký tập thể dục thể thao hay là bơi lội tại đây. Tóm lại là cứ làm như mình là cư dân ở đây, và như vậy thì sẽ có cơ hội tiếp cận với những cái người độc thân đang có nhà tại cái khu đô thị này. Không biết là cô gái thì có hài lòng với cái câu trả lời hài hước này hay không? Thế nhưng mà câu trả lời này đã nhanh chóng thu hút được các cái ý kiến tranh luận sôi nổi về một chủ đề là mua nhà khi còn trẻ thì có là quyết định thông minh hay không? Và người Việt trẻ đang chi tiêu như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng điểm mạng với phóng viên Trường Trinh. Điều thực sự gây tranh luận ở đây đó là quan điểm thật lòng mà ông Hưng chia sẻ sau đó. Đó là việc mua nhà khi đang còn trẻ là không thông minh. Mua và sở hữu nhà ở cái tuổi rất trẻ là một điều không thông minh. Các bạn nên ở nhà thuê, dùng tiền đó để đầu tư cho cái việc khác của mình, để gia tăng tài sản, để tích lũy kiến thức, để mà có được những cơ hội kiếm thật nhiều tiền. Rồi khi bạn có nhiều tiền rồi thì bạn muốn cái nhà nào cũng được. Quá chuẩn, lúc trẻ tiền chưa thể sinh đẻ thì mua nhà là tiền chết. Thay vào đó làm sao để tiền đẻ ra tiền và làm vài cuộc du lịch. Đừng đi vay để mua, mua nhà rồi cho thuê cũng là kinh doanh sinh lời mà. Người Việt luôn có ý nghĩ là an cư thì mới lập nghiệp. Giá nhà lên hàng ngày, không mua hôm nay, vài năm nữa mua mắc. Mình thì chọn cách đem hết tiền đi đầu tư kinh doanh. Mình lại đi vay tiền để xây nhà. Mình lấy một phần lãi của việc kinh doanh để trả lãi vay. Phần còn lại lại tiếp tục đầu tư. Nói một cách khái quát thì vấn đề đáng suy nghĩ ở đây đó là khi còn trẻ, chúng ta nên đổ tiền của mình vào tiêu sản, những thứ làm tăng chi phí cho bạn, hay là tài sản, những thứ làm tăng thu nhập cho bạn. Theo một nghiên cứu mới nhất của Nelson, trên những người có độ tuổi từ 21 đến 34 tuổi, có thu nhập đủ để sẵn sàng chi tiêu, thì họ có xu hướng chi tiêu nhiều nhất vào quần áo mới, du lịch hay là các sản phẩm công nghệ. Nếu mà dựa vào đây thì liệu chăng là tiêu sản đang là lựa chọn của số đông người Việt? Đi đây đó hay mua sắm công nghệ cũng có thể xem là một cách thức đầu tư để mở mang đầu óc, tiếp cận với thế giới. Sự tiết kiệm tăng tiện để mua nhà sẽ biến cuộc đời bạn thành nô lệ của đồng tiền khi phải sống một tuổi thanh xuân kham khổ. Xã hội bây giờ rất nhiều thứ lôi kéo khiến mình dễ sa vào chi tiêu ngẫu hứng. Không có kế hoạch tài chính và mục tiêu cho cuộc sống thì kiếm ra bao nhiêu tiền cũng hết. Người trẻ Việt nên chịu chi, kèm theo chịu học hỏi đầu tư vào giá trị bản thân thì mới chất. Trong một số trường hợp thì giữa tiêu sản và tài sản không có sự phân biệt rạch ròi. Như với một chuyến đi du lịch nước ngoài chẳng hạn, với những người đi chỉ để đi thôi thì nó chỉ là một tiêu sản đơn thuần. Nhưng với những người đi để học hỏi trải nghiệm thì nó lại là một tài sản đối với chính bản thân họ. Do đó, việc khi còn trẻ, chúng ta tự xác định và phân biệt được hai khái niệm này đối với chính bản thân mình là rất quan trọng. Nói như tác giả Robert Kiyosaki của cuốn sách nổi tiếng Rich Dad Poor Dad, tạm dịch là Cha giàu cha nghèo, thì người giàu biết cách mua tài sản thực sự, còn người nghèo mua tiêu sản mà cứ ngỡ đó là tài sản. Hãy chia sẻ quan điểm của quý vị về các vấn đề kinh tế trên các trang fanpage của VTV24. Xin hẹn gặp lại!